Chào các bác nhá. Em lại báo giá tiếp một ít nồi áp suất nhá. Bây giờ báo giá cái số 12 rồi. Tiếp theo là em báo giá cái nồi áp suất mã số 13. Nặng 2,3 cân. Khi mở ra thì các bác đun cái núm màu vàng à màu xanh lên cho em đun lên. Nó xoay ra. Đấy, do con này cũng còn tương đối đẹp nhá. Lòng còn khá đẹp, con này đẹp. Dung tích là 4,5 lít này. Núm chỉnh áp suất này, số 2 này, số 1 này, xả này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó có 3 cái biểu tượng ở đây. Các bác ấn hơi ấn xuống cho nó vặn. Đó. Đây. 2,3 cân. Miệng là được gần 20. Cao 10 gần 15. Đó, lắp vào như thế này, rất là ok. Mã số 13. Giá 1,3 triệu. Quai kiếc đẹp hết này. Tiếp theo là một cái nồi này 3,7 lít. Mã số 14. Giá 1,3 triệu, nặng gần 2,8 cân. Con này áp suất nó thì cực cao. Áp suất nó lên tới 140 kPa này. Bình thường thì mọi cái nồi ấy thì nó chỉ có áp suất lên tầm 100 kPa thôi. Nhưng con này lên 140 kPa này. Nhưng mà con này thì nhìn cái phần nhựa thì hơi xấu một xíu. Đây các bác nhìn cái phần đen đen này nhá, với lại phần này này. Đấy, nó cũ rồi. Cái này nó cũ theo thời gian rồi, nó không còn cái độ bóng nữa. Đây. 3,7 lít nhá. Đấy, áp suất 140 kPa. Khi mà mở ra thì các bác đun cái màu hồng này lên. Đấy, đun như này, đun lên rồi này, gạt về này. Đó, gạt về để cho cái núm này, nhìn thấy cái núm này là đang khóa nồi nhá. Đun lên mở ra này, xoay mở ra. Đó, do con này thì nó hơi bị ngả màu một xíu. Đây, nồi rất đẹp và dày nhá. Lắc vào. Các bác xoay như này thôi, này để thẳng lên. Sau đó các bác gạt này xuống nhá. Gạt xuống như này này. Thì khi mà mình đun sôi ấy, có hơi áp suất ấy, cái van an toàn đây nó sẽ phi lên. Chứ còn nếu mà mình mà mở như thế này thì cái van này nó không phi lên được, thì nó sẽ hở hơi ở chỗ này. Đó, nên nó thiết kế như thế này. Thì khi mà cái này bên trong có hơi ấy, nó phi lên rồi thì nó sẽ tránh cho mình là mình sẽ mở. Đấy, giống như kiểu chức năng khóa. Giá 1,3 triệu nhá. Đấy, con này cái quai nó hơi bị xấu một tí nên giá 1,3 triệu. Chứ con này mà quai đẹp áp suất cao giá sẽ đắt nhé. Đun rất là ok. Đo kích thước luôn này. Miệng 21,5. Cao 10. Đây rồi, cái 15 đẹp quá. Cái này nhà bác nào mà ít người dùng thì cực đẹp, nhỏ gọn, xinh. 2,5 lít. Đó. Áp suất là 80 kPa. Chỉ có một mức áp suất 80 kPa thôi vào nước xả. 2,5 lít, cực đẹp. Đây, quai kiếc đẹp. Nồi dày, bóng. Mở, đun lên, quay ra. Giòn như mới. Trong lòng cũng vậy này. Trong lòng con này nhìn nó hơi ố một tí nhưng con này đánh đi được. Đây em chưa vệ sinh kỹ cái này thôi. Lấy cái riêng cái nồi inox thì các bác cứ lấy cái bối sắt các bác đánh thoải mái. Cực đẹp và dày. Đó, 1,5 cân, 1,6 cân, 1,7 cân nhá. Miệng là 17 năm này. Cao hơn 10 một xíu. Ô này em chưa để giá. Rồi, con này bé bé thì nhỏ nhỏ xinh xinh thì em bán 800k nhé. 800k. Cực chất luôn, con này dùng thì hết đời. 800k các bác nhé. Mã 15, 800. Đây, tiếp theo lại là một con bổ rẻ nữa này. Con này thì nó bị mất một cái quai.
Đấy, cái quai đây. Cái quai đây thì nói chung là nó chỉ thứ nhất là đẹp. Đấy, cái thứ hai có thể khi mà bê thì các bác có thể cầm bằng hai tay. Tuy nhiên thì cái nồi nó bé như thế này thì mình cầm một tay vô tư, cũng không cần thiết là phải cầm cái quai bên này. Đó. Đây nó giống như cái này thôi, giống như cái nồi vừa giờ này. Đấy thì nó có một cái quai như thế này. Đó thì mình bê như thế này. Nhưng mà cái này nó bị nó cháy, nó bị đun bếp ga, người ta đun bếp ga nó cháy, nó xấu quá thì em bỏ luôn rồi. Em tháo luôn cái quai mất đi rồi. Đấy. Em cắm cái sạc vào phát. Rồi. 3 lít nhá. Dung tích 3 lít. Hãng gì, Jota gì thì em chả rõ nữa. Đây, giòng rất đẹp, nồi rất đẹp nhá. Mã 16. Giá 800. Đúng ra con này nó khoảng tầm 1 triệu đến gọi là 1 triệu, hơn 1 triệu một xíu, nhưng nó mất cái quai 800. Miệng là 17,5. Cao 12. Nặng suýt soát 2 cân. Khi mở ra này các bác đun này lên cho em nhé. Đun lên nó gạt ra. Đó. Để cái này thẳng lên này. Đấy, để thẳng lên như thế này nhá. 16 800k. Chờ chút em ngửa cái điện thoại lên tí. Rồi. Mã 16 800k này. 17 này. Đây, mã 17. 3,8 lít nhá. Đây con này cái quai nó cũng hơi bị cháy một tí này, đúng bếp ga nó cháy tí này. Mình có thể tháo bỏ hẳn ra, tháo vứt đi cũng được, tháo quai vứt đi. Nó có ốc mà, đây này. Hoặc là không để cũng được. Con này lại không để ý đến cái quai nó cháy. Thôi, con này em bán 1 triệu thôi. Đấy, cái nồi nó chỉ cần nó một vài cái điểm nó xấu một xíu thôi là nó mất giá rất là nhiều rồi. Nặng gần 24 cân. Tổng thể thì còn rất là đẹp nhá. Đây này, cái nhựa nó vẫn còn các cái độ bóng của nó này. Đấy, nồi rất đẹp. Đây, cái quai chỗ này nhìn nó hơi bị, người ta đun bếp ga ấy, nó hơi bị cháy cháy nổ ra một tí này. Đây. Đấy, đun bếp ga nó cháy nổ ra như thế này. Mặc dù đun rất là ok nhá, không vấn đề gì, vẫn rất là chắc chắn, chứ không phải là rời gãy được đâu. Rồi, giòn đẹp, lòng đẹp. 2 gần 24 cân. Miệng là 21,5 này. Cao hơn 10 một tí nhá. Giá 1 triệu thôi. Mã 17 giá 1 triệu. Các bác lưu ý là hàng bác nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Đấy, còn nếu mà bác nào mà COD thì là em không bao ship. Còn tùy những bác, ví dụ như mà khách quen thì em COD thoải mái. Hoặc là nói chung là các bác khách lạ thì nếu mà COD thì các bác cọc, cọc 100k. Còn tùy những người em cảm giác, những bác nào mà thoải mái ok thì có khi em không cần cọc. Nhưng mà lắm bác thì cần lại phải cọc. Đấy, thì tránh trường hợp mà gửi đi các bác không nhận hàng, sau đầu gửi đi gửi về cước rất là tốn. Bình thường gửi một cái nồi nhá, em đóng thùng xốp ấy, mà ship đi thì mất khoảng tầm, nếu mà em mà không thu COD, tức là em gửi không nhá, các bác chuyển khoản rồi em gửi không, chỉ hết tầm độ 30-40 nghìn. Nhưng mà em gửi COD thì người ta sẽ tính tiền thu hộ này, đấy, tiền bảo hiểm hàng hóa này, thì nó sẽ lên tới khoảng tầm độ 70 nghìn. Còn em ship hàng thì em đóng thùng xốp, đấy, bao vận chuyển thoải mái các bác, nhận hàng kiểm tra hàng ok, không bể vỡ đúng sản phẩm của mình. Còn em bán hàng có bảo hành, đấy, chứ không phải là em bán hàng xong rồi thôi mà các bác lo ngại cái vấn đề là chuyển khoản rồi xong bắt đầu nhận hàng thế nọ thế kia, bể vỡ ai chịu, em chịu trách nhiệm mọi hoàn toàn mọi vấn đề. Các bác nhận hàng không ưng ý, trả lại cho em trả lại tiền, còn tiền cước các bác phải chịu. Đấy, em bán hàng rất là ok nhá, nhận hàng không ưng ý thì trả lại hàng cũng được. Đấy, ok, thoải mái. Em bán hàng nghĩ làm sao cái người mua ấy là phải vui. Đấy, chứ mà mua mà lại cảm thấy lăn tăn là em cho trả lại ok. Còn tiền cước là các bác phải trả hai đầu. Trả đi và chiều đi và chiều về cho em, thế là ok. Em không bán cho người này thì em bán cho người kia, không vấn đề gì đâu. Nhưng mà
Hoặc là nếu mà lắm bác mà em gửi COD thì mà không nhận hàng thì bây giờ cái tiền cước gửi đi gửi về mất khoảng tầm 150.000 rồi. Đấy, tại vì người ta tính cả hai chiều mà. Cho nên là hết lãi luôn. Nên là bác nào chuyển khoản nha thì em bao ship. Đấy, không còn COD thì phải thì cọc và em không bao ship. Đấy. Còn hàng mua về không ưng ý được quyền trả lại. Ok, miễn sao trả tiền ship cho em. Mã 17 nhá. Mã 18 này. Giá 1.1 triệu. Con này cũng còn khá đẹp. Mã 18. Nó không đè bao nhiêu lít ở đây. À đây rồi, 3 lít nhá. 3 lít này. Mở ra này. Đây nhá. Giòn con này thì như mới luôn, trong lòng cũng vậy này. Cực đẹp. Giá là 1.1 triệu. Cân nặng của nó là 1.8 cân nhá. Đường kính miệng là 17.5. Cao khoảng gần 12 gì đấy. Con này đẹp toàn diện luôn. Đấy, từ quai cho đến hồi đều đẹp. 18 giá 1.1 triệu. Nồi mã số 19 này, 2.4 cân. Cũng nồi hai đáy nhá. Quai kiếp đẹp hết này. Đấy nhá, giòn cực đẹp này. Đó. Con này bên trong nó có một cái vỉ hấp nhá. Vỉ hấp này đầy bằng vỉ bằng nhôm. Đó, mấy con kia là vỉ bằng inox nhá. Con này nó đầy bao nhiêu lít không nhỉ? Con này nó không đè các bác nhé, nhưng mà con này nó khoảng tầm 5 lít. Nồi này to khoảng tầm 5 lít. Miệng là 20.5, 21 đấy. Em đo này, miệng 21 này. Miệng 21. Cao 14. Mã 19 giá 1.6 triệu. Khi đóng vào vậy, các bác ấn này xuống này. Xoay nó vào. Đó, đây nhá. À, mở ra đây. Mở ra nhé, ấn cái độc này xuống này, ấn. Sau đó lấy tay này đẩy cái này ra. Đấy, đây nhá. Các bác cầm như thế này này. Đây nhá, các bác cầm nắm như thế này. Cái tay cái để lên phần nửa bên trên. Đó, bốn ngón này giữ cái bên dưới, tay để bên trên này. Thì các bác mở rất là nhẹ nhàng thôi. Tay này ấn cái đỏ xuống này, các bác ấn ra. Đấy, là xong. Lắc vào cũng vậy, để đúng cái mũi tên này, thẳng cái mũi tên này. Đấy, để cho nó cân cân mà cân cái nắp vào, nó xoay nó vào thôi. Đây nhá, đến chỗ này lắp vào này, vặn nó vào. Mã 19 ra 1.6 triệu. Ui giời, cái này nặng thế. Mã 20 nhá, nặng là 2.9 cân. Cái nồi này của Đức. Bên game gì này, sản xuất tại Đức nhá. Quai kiếp đều đẹp. Cái này vết bẩn thôi, cái tem nó bong vào cái băng dính ra em chưa cạo đi hết này. Đó. Con này muốn mở ra thì à đây, gạt lên trên là mở này, gạt xuống dưới là khóa này. Nó sẽ khóa lại nhá. Đây, mở này. 2.9 cân nhỉ, cân rồi. Đây nhá, muốn mở ra này các bác đun cái xanh này lên. Sau đó xoay nó ra. Đây. Giòn con này thì nó lại hơi ngả màu một xíu. Đó. Đây này. Rong hơi ngả màu, đun rất là ok. Rong hơi ngả màu nhé, rong nó còn rất là dẻo, rất là tốt. Nhưng mà cái màu nó hơi bị ngả màu bên trong. Thì đúng ra nó sẽ trắng đều như thế này, nó cái màu đục đục như thế này. Chứ nó không phải là trắng tinh, nhưng mà nó ngả màu này. Đấy, đây là một cái bên trong, cái bên ngoài. Các bác xem thực tế nhé, nó hơi ngả màu. Đây, rất là đẹp. Nó không đè bao nhiêu lít ở đây, để em xem nào. Con này nó không đè các bạn. Nó không đè ở đây. Nhưng mà con này thì nó loanh quanh khoảng tầm 4.5 lít. 4.5 lít. Đây em đo lít ngay mà. Miệng con này được 22 này. 22 và cao khoảng gần 12. Không đè nhỉ. Không đè chỗ nào mình không nhìn thấy không ta.
Cái này đang lỏng ốc nha, tí em vặn lại sau nha, đây có ốc này, đang hơi lỏng. Tí em vặn lại sau. Nó hơi leng keng. Nó không đề các bác nhá. Mã 20 giá 1.300.000. Đấy, con này dung tích thì nó khoảng tầm là 4 lít rưỡi. Đấy. Khi mà đun nhá, các bác đóng vào như này rồi các bác phải gạt cái này xuống cho em nhá. Gạt xuống thì đun nó mới kín hơi nhá. Như này. Đấy, tại vì khi mà mình gạt xuống nhá. Gạt xuống là khóa. À đâu, xem nào. Đúng rồi. Đây là mình gạt xuống này. Là nó có cái này nó khóa cái vùng lại mà, nó khóa này. Đó. Khi lắp vào này các bác nhìn này, nó có một chấm đỏ này. Đấy, với lại cái chấm ở trên vùng này. Các bác nhìn nó thẳng nhau được, vặn vào thôi. Vậy, gạt xuống, ok. Mã 20, giá 1.300.000. Để em xem còn mấy cái nồi nhôm nhé. Hôm qua còn sót mấy cái nồi nhôm, lắm bác không biết hỏi còn cái mã nào để em lên nốt nhé. Em xem còn sót cái nào để em lên nốt cho các bác. Nồi nhôm hôm nọ em lên một loạt em bán là còn sót đúng 3 cái. Mã 21 này. Đây. Nồi nhôm mã 21 này. Đấy, nồi nhôm mà nó cũng nặng gần 3 cân này. Đây. Gioăng thì nói chung là con này gioăng nó hơi xấu, hơi đen. Nhưng mà không rách, không bị gì nhá, đun vẫn là ok, cực dày. Đây, các bác nhìn cái nồi nó dày như thế này. Đó. Đây, nhìn. Cực dày. Em bán cho bác nào mua về kho cá thì tuyệt vời. Cái nồi này mà các bác đun khoảng, bắt ra khoảng tầm độ nửa tiếng sau thì vẫn còn nóng. Miệng 20. Cao 12. Cao 12, cái này thì nói chung là nó khoảng tầm độ 3 lít, ở đây 3 lít 8 này. Đấy, nó đề 3 lít 8 nhé. 3 lít 8. Giá thì có 300.000 thôi. 300.000. Các bác cứ chuyển khoản là bao ship nhé. Kể cả cái này 300.000 chuyển khoản em cũng bao ship. Đấy, ship cái nồi này của em mất nó khoảng tầm độ, cái này nặng này khoảng tầm độ 40 rồi. Đây, con này cái quai nó hơi xấu một tí. Đây, cái quai ngắn nhá, đây này nó hơi xấu một tí này, người ta đun bếp ga nó cháy, còn cái quai chỗ này thì nó còn rất là đẹp, đẹp luôn chứ không phải nói là rất đẹp nữa. Đấy, nhưng mà 300.000 thì quá rẻ rồi, quá nặng luôn. Em nói thật chứ cái nồi này các bác đem ra làm cối giã cua cũng được, em nói thật nó dày quá, dày luôn đấy. Rồi tiếp theo là giống như cái vừa giờ cũng 3 lít 8, cũng nặng như vậy, nhưng mà con này đẹp hơn, đẹp hơn nhiều luôn. Đây cái gioăng này, đấy gioăng con này là như mới luôn, gioăng như mới. Đây quai con này nhất nó đẹp cực kỳ. Đây nha, tổng thể con này rất là đẹp. Đây là cái van an toàn của nó này. Em xem nó thiết kế kiểu gì này. Chả rõ nữa, không cứ vặn vào vậy thôi. Đấy, đây này. Các bác nhìn nó đẹp từ cái núm xả hơi nó cũng đẹp cơ. Đây này. Đấy. 21 rồi, mã 22. 600.000 đi. Nọ con này là 650 ấy. Nhưng mà em lên khoảng gần 20 con nồi nhôm thì bây giờ còn sót lại 3 con nhá. Đấy, 600.000 mã 22 nồi nhôm. Nồi nhôm này đun bếp ga các bác nhá.
mã 23 nhờ nhôm. Con này nặng có cân 3 thôi. Giòn giếc thì nó còn tương đối. Đây. Trong lòng thì nói chung là nó hơi xấu xíu. Đánh đi sẽ hết nhá. Cái ố vàng vàng này, đánh đi sẽ hết. Nhưng mà nó bằng nồi nhôm đánh đi sẽ để lại vết xước. Đấy, nói chung là các bác mua về kho cá kho giếc thì ok. $200k nhá, còn một cái này em bán 200k nốt cho nó hết luôn. Các bác mua về kho cá tuyệt vời. Đấy. Ok chưa? Đây. 20 con nồi inox UNF từ và 3 con nồi nhôm nhá. Đây, em đã báo giá hết các bác rồi. Còn đây là hút bụi điểm nọ em lên một loạt thì em bán. Em hôm bữa em lên là 10 con thì em bán còn sót lại 1-2 con nhé. Thì em sẽ dồn lại, em sẽ lên vào một cái video sau. Bàn là này, bàn là nhiều lắm nhưng mà để em sẽ hôm nay em sẽ làm cái video riêng về bàn là. Bàn là nhé, còn khoảng tầm vài trăm cái. Rồi với sóng này. Máy pha cà phê, phích điện này, lò vi sóng này. Đây bàn là, bàn biết rồi này. Mấy cái lò sốt kia thì em lên cái video trước rồi nhé. Hôm nào thì em sẽ cập nhật lại nốt còn mấy cái kia kìa. Em sẽ lên lại sau. Nó còn lác đác một vài cái ở đây. Đây nhá, em quay cái chỗ bàn là hút bụi này. Đây. Hút bụi này. Còn một ít nồi cơm lác đác, ít nồi cơm thôi. Hút bụi nha. Đây bàn là này, góc này là toàn bàn là hết này. Cái pha cà phê bây giờ này. Phích điện này. Đó. Em sẽ dọn tem đầu, em sẽ lên trực tiếp em sẽ báo giá nhá. Các bác xem ưng ý được cái món nào thì các bác cứ chốt nhá. Số điện thoại của em là 0378594256 nhá. Em ở Nam Định nhá. Ý Yên Nam Định. Còn hàng thì em ship toàn quốc cho các bác. Ok, chào các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhá, với lại để mà cập nhật được các cái video mà em đăng lên. Ok. Chào các bác nhá.